bị sảy hay sao vậy anh? Nó bỏ vô bao mà nó bị lục á. À, lùi nó vô không được hả? Nó dữ quá hay sao? Dạ. Nó dữ quá nó cắn hay sao? Này ngu mà đúng không? Dạ đúng. Dạ. Đùi nó vô trong á để nó chạy ra ngoài đường. Dạ chứ. Chụp lên nó nhảy ra không? Chụp cái đó lên đi. Nhảy được thì nắm bắt được. À. Trong bao cua ra. Để dính nuôi mà nó giãn cách mà. Cái bao thử banh cái bao lùi nó vô hả, được không? Để nó tỉnh rồi là không ra cái lưng nó xù lên kia ra ngoài cái lưng nó xù. Đè nổi nó không đó, nó không nổi chứ nó mạnh, nó bự lắm chứ đâu phải. Nó nhỏ ở đâu. Bún là bún, mình đụng vô nó đâm mình thôi chứ làm gì bún. Thì đó mình thử đụng vô đó. Bún vậy đó. Còn hay là kiếm cái vòng đằng mẹ nó. Không, anh banh cái bao lên đi cho nó rộng ra, anh dạch cái chú vô à. Được không ta? Không được. Nó mạnh lắm á, mình giỡn đâu. Qua ngày sáng giờ hả? Ờ. Lúc đó còn mạnh, hồi bỏ vô cái trùng sắt là ghê lắm. Ừ. Cái cây nữa nè. Nàng đó. Ổng treo cổ lên ha, bắt bỏ vô hả? Nó xù lên còn khó nữa. Cái bao này nó nhỏ quá. Rồi bây giờ lọt cái bao vô đây. Để thôi. Để cho bao này lọt cỡ đi. Bao bự không? Không, đập đầu luôn à. Thì đường cuối cùng đập đầu hả? Cầm đầu đúng rồi, khép miếng tôn vô. Bây giờ chụp cái đầu nó luôn, không nổi đâu mà giải. Sao giải được? Giải. Không biết là anh cầm cái đầu nó đi, đặt cái đít chạy tới à. Lại cầm bỏ dép luôn sao. Đang à. Trời mẹ nó hoạt động đi. Cái bao đó cũng như không, nó rách rồi. Đường cái hoạt động vào xiết cổ luôn. Đang bắt được. Ai đang bắt?
hay là mình cũng đóng nãy là mình đặt cái nó đi vô đó đúng không? Đúng rồi, cái dòng sắt này ở đâu? Dòng sắt đó. Ừ. Mình chùm cái bao phía sau. Luôn cái đầu nó vô đó nó chạy cái thọt quá. Để đây là nó mở thôi đi. Một cái bao lại rồi, nó hơi cái bao sau bự này nữa nè. Hai cái là vô dưới tắt luôn rồi. Mặt người. Để bể một con cái dòng sắt này rồi. Gối nữa mà mệt rồi, cái này cũng nuôi mà chưa phải nhím rừng đâu, nhím rừng là khỏi bắt đi, mình cay đập biết chết rồi nhẹ đó, dẹp cái tấm này ra đi từ từ. Sao không chơi cái bao nhỏ luôn? À, bao nhỏ không vừa. Bao nhỏ không vừa. Rồi mình đưa bỏ cái bao nhỏ vô trong. Ba cái luôn. Không, bao nhỏ để ngoài một hơi chung ở ngoài. Vô lại vô bao nhỏ sao? Quay cái miệng vô được rồi, quay chị đi sát không? Rồi lu lu từ từ cho nó vô. Rồi để sát thường luôn. Rồi. Đó lên. Rồi dỡ lên chút vô luôn. Vô vô nghe chữ quay đầu luôn đó bóng ra. Siết chặt lại, chặt cái bao lại. Không. À, vậy xong rồi thôi về.